Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn khán giả phiên bản Audemars Piguet Royal Oyster Wedding 41mm mới nhất đã cập bến tại Gia Bảo Luxury. Năm 2019 quả thực là một năm đổi mới của thương hiệu Audemars Piguet. Có hai động thái mà nhà sản xuất gạo cội này tung ra liên tiếp và được bàn tán trong nhiều diễn đàn về đồng hồ hồi đầu năm. Đầu tiên, khi mà Audemars Piguet giới thiệu một bộ sưu tập hoàn toàn mới mang tên ở Code 1159 tại sự kiện SIHH. Việc thứ hai là khi mà Audemars Piguet quyết định thay thế Royal Oak 15400 biểu tượng bởi chiếc 15500, một thiết kế mới nhất trong dòng Royal Oak Sale Wedding với 3 kim một lịch cơ bản đi kèm với bộ máy vận hành nâng cấp về cả hiệu suất lẫn thẩm mỹ. Royal Oak Sale Wedding 41mm 15400 được hạ màn vào năm 2012. Đây là phiên bản nâng cấp cho 15300 có đường kính đo được là 39mm. Như vậy thì 15400 đã tồn tại được gần 7 năm, thu được nhiều thành công và giờ thì nhường lại cho 15500 với nhiều biến đổi cả về nét thẩm mỹ lẫn máy móc bên trong. Và bây giờ hãy cùng Gia Bảo Luxury xem xét những biến đổi đó trong video ngày hôm nay. Đầu tiên về cập nhật bộ máy vận hành thay đổi các chi tiết trên mặt số. So với thay đổi trên mặt số đồng hồ dễ nhận biết thì bộ máy bên trong chiếc 15500 đã được nâng cấp đáng kể. Đây là bộ máy mới được Audemars Piguet sử dụng ngay cả bên trong những cỗ máy mới trong bộ sưu tập Code 1159. Bộ máy mới mang tên Calibre 4302 và trong thiết kế hiện tại nó hoàn toàn lộ thiên nhờ nắp đáy đi kèm mặt kính Sapphire. Calibre 4302 có đường kính 32mm, một kích thước gần bằng với một chiếc đồng hồ size chung. So với Calibre 3120 có trong phiên bản trước đó thì tần số hoạt động của Calibre 4302 là 4GHz và khả năng chịu cót là 70 giờ thay vì 60 giờ như trên 15400. Roto bằng vàng đã được khoét phần lớn diện tích để lộ những chi tiết bên dưới mỗi đồng hồ. Nhưng nhiều người lại rất thích những chuyện vàng khắc gia huy nhà Audemars Piguet trên Calibre cũ. Điều này trên Calibre cũ thực sự hấp dẫn họ hơn. Về mặt hoàn thiện thì dĩ nhiên ở Calibre 4302 không khiến fan hâm mộ phải thất vọng khi mà các chi tiết đã được đánh bóng hay vát cạnh đều đẹp mắt. Những cầu nối xuất hiện với vân Geneva và vát bóng viền. Rõ ràng, sự nâng cấp của bộ máy bên trong cũng dẫn đến một vài thay đổi trên thiết kế của bộ vỏ hay mặt số của chiếc 15500. Vừa hay, tại Gia Bảo Luxury đã từng về đủ đồng hồ với 15400 và 15500 nên có thể dễ dàng chỉ ra điểm khác biệt. Đại diện cho 15400 là một phiên bản vàng hồng đi kèm mặt số trắng và đại diện của 15500 có tới hai model, một từ vàng hồng và một từ thép không gỉ. Trước khi chỉ ra điểm khác biệt, Gia Bảo Luxury sẽ đề cập tới điểm vẫn giữ nguyên, đó là vân tapestry trên mặt số, yếu tố nền tảng có trong mọi thiết kế của bộ sưu tập Royal Oak kể từ khi xuất hiện năm 1972, đã từng làm mưa làm gió ngành chế tác. Tên gọi chính thức của hệ vân này là Grandi Tapestry với phiên bản Royal Oak cập nhật năm 2019. Tỷ lệ vân đã thay đổi, các rãnh hẹp hơn trước và các ô hình vuông lớn hơn. Là một sự thay đổi, ngoài rìa của 15500 là một lớp viền đến phút đảm bảo tính chính xác. Bạn hãy cứ nhìn vào logo và cọc chỉ giờ cũng sẽ thấy điểm biến đổi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vị trí mới của ô cửa sổ báo ngày trên chiếc Royal Oak 15500 mặc dù vẫn nằm góc 3 giờ, song được đẩy ra hạt ngoại vi khiến chiếc đồng hồ có cảm giác khác. Cọc chỉ giờ ngắn góc 3 giờ đã được loại bỏ hoàn toàn và nhìn chiếc đồng hồ có vẻ cân xứng hơn. Bạn nghĩ sao về sự thay đổi này? Và cả sự thay đổi ở vỏ đồng hồ nữa, vẫn giữ đường kính 41mm như trên chiếc Royal Oak 15400, nhưng vì có máy mới nên là 15500 đã dày 10,4mm, tức là hơn 0,06mm so với mẫu cũ. Điều này sẽ khó có thể nhận ra khi bạn đeo đồng hồ trên tay, thậm chí những đường trải xước tạo vẻ khỏe khoắn hay vắt cạnh bóng loáng tương phản vẫn giữ nguyên nét quyến rũ của chiếc đồng hồ. Có một điểm mới đó là trong dòng 15500 mới ra thì nhà sản xuất đã mang tới 5 phiên bản có đi kèm dây đeo da cho ai không thích đeo dây kim loại. Dây đeo da chỉ xuất hiện trong model làm từ chất liệu vàng hồng 18K của hãng. Với phiên bản thép, nhà sản xuất giữ nguyên đặc trưng nổi bật nhất của dòng là dây thép không gỉ, tích hợp với những chuyển động bám sát cổ tay một cách linh hoạt. Giá bán cho 5 phiên bản sẽ dao động từ 19.300 CHF tới 50.700 CHF, vỏ vàng hồng, dây vàng hồng.
Các khán giả yêu thích phiên bản Audemars Piguet, Royal Roxel Wedding 41mm vàng hồng hay là thép không gỉ, hãy cho chúng tôi biết điều đó bằng cách comment bình luận ở phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Gia Bảo Luxury nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.